Xin chào các bạn, mình là Cọ. Đây là chiếc ốp lưng Spigen dành cho Samsung Galaxy S8 Plus. Đây là chiếc ốp lưng Touch Armor, một chiếc ốp lưng có khả năng chống sốc theo cái tiêu chuẩn quân đội của Mỹ, đạt chứng nhận 5 sao. Đây là một sản phẩm đến từ Mỹ và sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc với cái tiêu chuẩn chất lượng và nguyên vật liệu thuộc hàng cao cấp. Ở đây mình có màu đen, màu vàng gold, màu xanh, và ngoài ra thì có màu xám nữa. Bây giờ mình sẽ mở hộp giới thiệu bạn chi tiết bằng chiếc ốp màu đen. Đây là mẫu ốp lưng có khả năng chống sốc tốt nhất của Spigen đã sản xuất cho Samsung Galaxy S8 Plus. Đây là cái hướng dẫn cách mình tháo lắp. Và đây là chiếc ốp lưng Touch Armor chống sốc cho Samsung Galaxy S8 Plus. Về thiết kế thì sản phẩm này vẫn giữ nguyên cái phong cách thiết kế trước đó, một thiết kế kép gồm có hai phần mặt lưng và cái khung dẻo ở bên trong. Ở bên trong này là một cái khung nhựa dẻo TPU, một chất liệu nhựa dẻo cao cấp, có khả năng chống rão, chống cong vênh tốt hơn rất là nhiều so với những dòng ốp lưng bằng silicon. Ở bên trong cũng có những rãnh thoát nhiệt để mình sử dụng máy lâu mà đỡ bị nóng hơn. Đặc biệt hơn, ở góc này là cái công nghệ chống sốc Ericsson độc quyền của Spigen, giúp bảo vệ điện thoại của bạn luôn an toàn với những trường hợp rơi rớt hay là va đập. Thậm chí những trường hợp rơi rớt hay là va đập mạnh cũng không vấn đề gì cả. Chiếc ốp lưng này sẽ bo kín toàn bộ mọi góc, mọi cạnh của chiếc điện thoại của bạn, bảo vệ điện thoại của bạn luôn an toàn. Còn ở mặt lưng này là một cái khung nhựa cứng polycarbonate với lớp sơn kép tĩnh điện hai lớp. Lớp sơn này có khả năng hạn chế vân tay, hạn chế mồ hôi và chống xước khá tốt, với độ bền màu gấp 10 lần so với những dòng ốp lưng tương tự đến từ Trung Quốc. Khi sử dụng thì các bạn ráp hai chiếc phần này lại với nhau như thế này. Đó, sẽ có những cái mấu nhỏ giúp giữ hai phần này lại với nhau, nó không bị rơi ra. Và bây giờ thì mình sẽ lắp lên chiếc S8 Plus này. Khi lắp thì rất là dễ dàng, các bạn bấm từng góc vào một thôi. Cái cảm giác cầm ở trên tay nó cực kỳ chắc chắn và cực kỳ an tâm. Và đây là khả năng chống sốc của nó, không hổ danh là cái mẫu chống va đập tốt nhất cho S8 Plus của Spigen. Cái viền trước cũng được nhô cao lên để bảo vệ cái màn hình, khi mình rơi úp như này thì cũng sẽ không vấn đề gì cả. Đó. Từng cái chi tiết thì được hoàn thiện rất là đẹp và rất là chính xác. Các phím bấm được làm phẳng nhưng cho mình cảm giác bấm rất là êm và rất là chân thực. Spigen làm rất là tốt ở những cái phím bấm như thế này. Mặt sau lưng thì bảo vệ tốt cho camera. Và ở đây chúng ta có một cái chân trống, mình có thể kéo ra để có thể dựng nghiêng máy, xem video hay là lướt web rất là tiện nếu các bạn xem video YouTube. Đó, khi không sử dụng thì mình đóng lại và khóa lại, nó sẽ không bị rơi ra nữa vì có một cái lẫy ở đây. Đây, cảm giác cầm rất là an tâm. Và mình sẽ mở hộp để cho bạn cái màu khác. Đây là màu xanh. Nếu nhà bạn có trẻ nhỏ hay mình hay làm rơi rớt điện thoại thì đây là một mẫu ốp lưng mình khuyên các bạn nên để tâm để bảo vệ chiếc S8 Plus của mình. Tất cả ở phía khung của bên trong thì nó đều là màu đen cả, nó khác nhau cái mặt sau lưng thôi. Đây là chiếc hộp lưng màu vàng gold. Mình sẽ lắp lên chiếc máy màu vàng hồng này. Cùng với Slim Armor thì đây là hai mẫu ốp lưng chống va đập tốt nhất của Spigen dành cho S8 Plus. Và như vậy mình đã giới thiệu xong bạn chiếc ốp lưng Touch Armor dành cho S8 Plus. Xin cảm ơn các bạn. Để đặt mua sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0466708708 để đặt hàng. Lê Sang hỗ trợ chuyển hàng đi toàn quốc khắp 64 tỉnh thành tại Việt Nam, hỗ trợ giao hàng, thu tiền COD tận nhà mà bạn không cần phải thanh toán trước bất cứ một chi phí nào. Cảm ơn các bạn!